Giờ mình chuẩn bị cưa vừa nãy bà ơi. Đứng ở Mưa Ranh này. Bên đây có đường điện nóng ngã qua đây được bạn. Đó nhà người ta bên đó à. Bên đây đất khác chủ rồi, không cho gớt bỏ bạn ơi. Bây giờ lên anh cắt gắn gắn xuống một cái Mưa Ranh mà. Bên đây đường đa anh nên không gớt xe bể đa anh. Tại vì khô vậy. Ôi. Thank you.
Rồi cái chó Dũng bỏ luôn rồi. Chó Dũng bỏ luôn. Cái còng chứ chú. Ngay đây phải cắt đây, ngay đây cong nè. Dưới thì con xuống chút nữa. Cái bè phải không? Dây luôn, xuống đó luôn. Khỏi. Thấy đứng là xô được. Cắt cái này phải không? Dưới coi đi, cắt cái đâu.
Đây vào. Nè. Rồi, cắt đây rồi. Kéo được góc lên bờ. Rồi xuống hạ góc luôn nghe. Đi đâu?